Hello Tiền, chào cả nhà đã quay lại video tiếp theo của Tiền nha. Thì hôm nay là 26 Tết rồi các bạn. Đây, hoa của Tiền nó búp búp như thế này nè. Tiền thấy đẹp quá thôi Tiền quay cho cả nhà xem. Bữa hai bữa đó Tiền quay tiếp nè. Mới cách ngày cái quay bữa 20 24 5 này 26 cái bắt đầu búp nó hé hé nè các bạn. Quá chừng luôn. Cái cây này bông nó khác cái cây kia nè các bạn. Ở ngoài á, ở ngoài là đỏ, ở trong đây là vàng vàng, giống như cái vạn thọ pháp của Phú Nông mà năm rồi Tiền trồng á. Thì mình mua một bịch hạt giống này, nó có màu mà hai màu, nó lẫn lộn như khi cái vàng nó khác các bạn. Cái kia thì ngoài cam vàng chứ giữa đỏ nè các bạn, coi là quá trình hụt luôn nè, luôn nào luôn đấy, ú nu ú nằng luôn. Ôi, nhìn rất là hết luôn các bạn. Quá trời luôn nè. Rồi tới Tết nở chắc đẹp lắm á. Cây này cũng màu đỏ nè các bạn. Nên cây màu đỏ. Chậu này cũng quá trời búp luôn nè. Búp này nó bự trơn rồi. Chiều qua trên quê Tiền á, một trận mưa lớn luôn các bạn. Cái bông này nên nó nhạt à. Nó màu mờ rồi. Quá trời nụ luôn nè. Thôi Tiền quay sơ sơ cho cả nhà xem, rồi bữa nữa nó nở rồi Tiền quay tiếp ha. Quá trời nụ luôn. Còn cái màu vàng thì nó nở rồi nè mày. Cái hạt giống, cái loại giống này thì mua thì bông nó không có được bự nha. Năm rồi trồng cũng nhỏ nhỏ vậy. Tại trên Tiền không có bán, ở quê không có bán cái loại giống, loại giống của thương hiệu lớn, như là mình mua, nếu mà mua nhiều quá mình không có trồng hết, nên Tiền mua cái này của rạng đông. Cây nó cũng gọn gọn nhỏ nhỏ, không bé bé. Này cũng của rạng đông luôn nè. Có bạn thọ lùng này nè, lùng tôi mua trên mạng của hạt giống thế giới gì á. Cái búp nó, cái hồng của nó bự ra luôn nè. Mấy ngày trước tiền quay này nó chưa nở, này nó nở rồi đẹp. Này màu vàng khè, còn này là vàng, màu vàng vàng cam, vàng vàng cam cam cam. Còn cái này á, là màu cam luôn, được ba màu. Chắc khoảng 2-3 ngày nữa, 2-3 ngày nữa em có Tiền đem vô nhà cho nó nở, rồi nay nay có nắng nó nở bớt rồi. Nở nhiều nhiều đi mình đem vô nhà. Màu cam nè. Màu cam cũng gần gần nở rồi. Đây mấy cây hoa màu gà. Nhìn bức vạn thọ pháp ban mai nó nhiều, nhìn thấy mê ghê luôn cái này. Quá trời luôn. Cao cao nhưng mà cái ngọng nó là nó cứng lắm chứ không có yếu. Tiền sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì bữa nữa Tiền quay cho nhà xem tiếp. Hôm nay Tiền quay cho cái nhà xem nó hoa ra sao thế nào thôi. Bye bye, chào cả nhà nha. Trời búp luôn.